con mấy cái gậy mà cho tụi nó hết rồi, cuối cùng nó đâu có dùng lại. Bị dặn Thành qua cắt tóc mà để anh Thành cắt nha. Nói chi bận tâm với chuyện của mình nhưng mà dặn dỗ xong rồi sáng giờ uống cà phê ăn sáng hả? Dạ không, không sáng con anh con ở đây nè, điện con tới gần nhà anh á, cà phê rồi có hai cháu nữa. Sáng ngày con chạy nó, sáng ngày con cũng gì ấy mấy cái đậu á. Anh em thấy không? Quan đậu từ ngày giờ không có tiền hết tóc. Hôm nay có đứa cháu nó từ thành phố Hồ Chí Minh về nó xúc động quá, coi như nó thấy cái đầu tóc để rối bời. Bữa nay là nó sởn đầu luôn rồi. Trước là thở tóc chung đã lâu rồi, bắt cúp lâu rồi, làm không thiết rồi sau thời gian là về thành phố Hồ Chí Minh làm. Nói chung là quan đậu từ ngày giờ là không có tốn tiền hết tóc. Nói chung là mỗi lần đi hớt tóc thì nó không có thời gian thì không đúng, nhưng mà mình tự cắt không à, mình lấy cái lam rồi mình đứng mình xoay người lại coi như là mình dọc cái rồi xong ngay, rồi gội đầu tắm rửa là xong. Nói chung là mình hay thường đánh du kích, chứ còn đi hớt tóc thì nói chung là cũng được thôi, các em rờ ráy rồi massage rồi cũng được, nhưng mà nó thời trai trẻ mình cũng hay đi uống tóc lắm, nhưng mà đến khi có tuổi là mình thôi tự làm, thích gì làm đó. Không biết rồi đó là chú cũng đi uống tóc chứ, chú uống tóc rồi bắt đầu là chú học được cái nghề uống tóc nữa chứ. À, thuốc nhuộm thuốc gì cũng có đó. Thời kỳ chú đi quay phim chụp hình thì quen mấy anh em thợ may này nọ thì chú cũng biết mấy, nhưng mà mình chỉ biết thôi chứ không phải là chuyên nghiệp. Cũng giống như hớt tóc rồi đó, là chú đi công tác đi công tác văn nghệ quần chúng nè, đi đến các cái vùng rừng núi này như Phan Điền, Phan Sơn nè, Phan Lâm đó, là chú níu đầu mấy đứa nhỏ dân tộc á. À, chú hớt hết, mấy anh lớn tuổi gì cũng hớt hết. Nói chung là mình gây cái tình cảm thiên thật thân thiện. Nói chung là mình, người ta nói bán nghệ xanh bán lát, nhưng mà cuộc sống mình nên biết nhiều thứ nữa hơn. Ví dụ người ta hư cái ống nước, mình biết sửa. Ví dụ người ta hư cái rò rỉ, cái điện gì đó, mình cũng biết làm, mình hay hơn. Còn người ta nhờ mình cái gì mình không làm được rồi nó thấy nó khó chịu đó. Cho nên chú thích gì như ở nhà nghỉ chú là nó xí rồi nguyên
thì tất nhiên là tốn tiền mình không nói rồi, nhưng mà khi mà nó có sự cố gì xảy ra là mình biết làm liền, con hiểu không? Hàng điện nước và bất cứ một cái vấn đề gì xe cộ. Từ khi có corona là coi như Quang Đỗ là bú tóc lên đó. Giờ là một thời gian corona nó cũng biến dần biến mất ở Việt Nam mình rồi, nhưng mà cuối cùng bữa nay mấy bữa nay là tinh thần là coi như ở Đà Nẵng, ôi chúa trời lung tung. Chấp hành nghiêm chỉnh các cái điều luật mà nhà nước đưa ra, còn cái chuyện mở ngọt là coi như là những cái thứ mà coi như là làm ngoài ý muốn pháp luật thì cái chuyện đó mình không nói nữa. Chú mà đưa lên là chú kéo xuống là chú đọc à, còn mấy đứa con thì làm nghề quen rồi á, cho nên phải từng thớt phải không? À, từng thớt, à, từng lớp á. Chú để nhìn này được chưa? Thấy không? Chúa đó là rất dày nha. Hoàng ở trên thì nó phải cương mà miếng quá trời. Tóc còn, nhưng mà tóc của chú là nó dày đúng á. Coi như hồi đó là mỗi lần về ngủ là phải đổ nón. Chứ không là mai nó sựng lên kỳ lắm. Còn là lấy nón á còn ép. Ending thời gian nó cũng ngủ nó đổ nón nữa chứ. Tóc nó dựng á. Tóc rất cứng. Cắt cho ba mừng hả? Là cũng mất cấp mà không con con ơi à, thì đó vừa hát mà vừa ấy đấy, chú con cắt xong á chú vô chú tắm nha, chú tắm bộ đầu cho nó, tại vì chú một thời gian chú cột lên vậy nè, đúng rồi, tóc ngay chỗ này nó sẽ bị dẫn lên, nó dẫn cong ngược lên nha, cho nên nó cần phải có cái nước vô để cho nó nằm xuống. Tình người trời mây cùng sóng biển,
thời kỳ sinh viên này là kìa. Sinh viên để tóc dài quá trời luôn, con biết sao không? Lúc mà năm 97 rồi xuống học lần lại á, xuống cái trạm mà công an chặn đường là coi như là sởn tóc. Rồi bắt đầu là bí thư đoàn trường người ta can thiệp chứ, đúng không? Nên là hỏi anh nào anh lấy tóc dài cả thớt luôn.
qua chú, bây giờ chú lên chú thay đồ đi, rồi con lại chú đi qua anh đó, rồi chú lên xỏ đồ rồi xong á, rồi cảm ơn con nhiều nha. Rồi bước hớt tóc tắm gội rồi chải rồi lại rồi, nói chung là gọn gàng. Ok Quang Đẩu chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Đây rồi. Đây nha nha. Mùa xuân về con thiên, đường rực hoa phố ngập nắng vàng, gió nổ mát mang về lòng vui thiên, sao xuyến lòng sông hôn cát đồi dương, về Phan Thiết mắt nó màu phố thi sông cả thi xanh ngát níu chân. Chút hương sắc mùa xuân, xin giữ mãi chút nắng vàng phố biên trong ta, hò hét mùa xuân. Xin giữ mãi chút nắng vàng phố biên mùa xuân, hò hét trong ta mùa xuân. Lâu ông hoàng buồn thanh cùng dốc đá, mảnh trăng treo cô độc.
Trước hương sắc mùa